Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thông tin về phiên họp thứ tư Hội đồng bầu cử quốc gia và một số tin tức trong nước, quốc tế đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin chiều hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Sáng ngày 22 tháng 3 tại Nhà Quốc hội đã diễn ra phiên họp thứ tư Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp phát biểu ý kiến kết luận phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh phiên họp thứ tư hội đồng bầu cử quốc gia đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra công tác chuẩn bị bầu cử đến nay trong phạm vi cả nước đã và đang được triển khai đúng pháp luật và đảm bảo theo tiến độ đề ra chưa phát sinh vấn đề nào ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Năm đoàn kiểm tra đợt 1 của Hội đồng bầu cử quốc gia đều đánh giá các địa phương được kiểm tra đều rất trách nhiệm và thực hiện tốt những công việc theo đúng quy định hướng dẫn của trung ương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc và các cơ quan tổ chức đoàn thể ở địa phương đã thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị và đang khẩn trương nghiêm túc triển khai công việc chuẩn bị cho bầu cử. Tại phiên họp thứ tư, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thảo luận tham gia góp ý những ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét thông qua hai nghị quyết, đó là nghị quyết về xử lý trường hợp khuyết người ứng cử Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng và nghị quyết về nguyên tắc phân bổ ứng cử viên của Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến hết quý 1 năm nay, Bộ sẽ giải ngân vốn đầu tư công đạt 11,4% kế hoạch. Trong số đó, dự kiến vốn trái phiếu chính phủ đạt cao nhất với 13,9%. Năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao 9.846 tỷ đồng, gồm vốn trong nước là 7.000 tỷ đồng, vốn ODA là 2.845 tỷ đồng. Hơn 2 tháng qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc bộ, các chủ đầu tư tích cực quyết liệt phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp và thống nhất phần đấu giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2021, riêng đối với các dự án phục vụ chống hạn, kiểm soát mặn xâm nhập ưu tiên vốn tối đa và phải hoàn thành vượt tiến độ. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải ngân nhanh các công trình dự án, góp phần tác động đến tăng trưởng và phòng chống thiên tai, các dự án quan trọng quy mô lớn. Nhiều trường đại học đã công bố chỉ tiêu phương án tuyển sinh năm 2021, có nhiều ngành học mới mở, chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin mùa tuyển sinh năm nay nhiều trường đại học mở thêm một số ngành học mới nhằm tăng cơ hội chọn ngành nghề cho thí sinh đồng thời đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội được dự báo tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng nhiều trong thời gian tới hiện các trường đại học cũng đã công bố các phương thức tuyển sinh như xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông học bạ kết quả thi đánh giá năng lực điểm học bạ kết hợp thi tuyển năng khiếu với các ngành năng khiếu và các phương thức kết hợp khác, trong đó trường có ít phương thức tuyển sinh nhất là 2 và nhiều nhất là 6 phương thức. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và khai báo dữ liệu đề án tuyển sinh vào cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước ngày 31 tháng 3 để thí sinh có thêm thông tin và xã hội thực hiện việc giám sát. Dự kiến ngày 23 tháng 3 và ngày 25 tháng 3 có 30 tình nguyện viên tiếp theo của giai đoạn 1 được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19. Theo thiết kế nghiên cứu, 120 tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được chia thành 5 nhóm để tiêm với các mức liều khác nhau, gồm 3 nhóm vaccine. Trước đó, sáng ngày 16 tháng 3, có 6 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine Covivac. Sau 24 giờ theo dõi sức khỏe tại cơ sở tiêm, sức khỏe của 6 người này ổn định. Một số trường hợp chỉ có phản ứng nhẹ trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng sau tiêm, như đau đầu, đau cơ vùng tiêm dự kiến hoàn thành báo cáo giữa kỳ giai đoạn 1 vào tháng 7 năm 2021 sau khi có báo cáo kết quả giữa kỳ và cuối kỳ của giai đoạn 1 nếu vaccine cho thấy đạt các tiêu chuẩn về an toàn và tạo được miễn dịch có khả năng phòng bệnh trên cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với cỡ mẫu lớn hơn tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 6 triệu liều vaccine trong 2 ngày tại Mỹ hay gần 850.000 liều chỉ trong vòng 24 giờ tại Anh là những con số kỷ lục cho thấy các nước đang tăng tốc chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 để bắt kịp với tốc độ lây lan của dịch bệnh. Nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ ba, thứ tư cùng việc xuất hiện thêm những điểm nóng mới về dịch bệnh tiếp tục đặt các chính phủ trong tình trạng cảnh giác cao độ. Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ hôm qua cho biết, hơn 3 triệu người dân tại nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ qua. Như vậy, tới nay, 24,5% dân số Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine và 13,3% đã được tiêm chủng đầy đủ các mũi. Ba loại vaccine được cấp phép tại Mỹ là Johnson Johnson với một liều duy nhất, Pfizer, BioNTech và Moderna với hai liều. Hiện Mỹ đã đặt đủ liều lượng cần thiết để có thể tiêm chủng ngừa cho tất cả người trưởng thành tại nước này từ nay đến cuối tháng 5 năm 2021. Trong khi đó, số ca mắc mới tại Anh đã giảm nhẹ, với tổng cộng hơn 38.000 ca mắc mới trong 7 ngày qua, tức giảm 4% so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, Anh vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh, với hơn 126.000 người tử vong. Mới đây, tờ Daily Mail Anh đã công bố kết quả khảo sát và đưa ra danh sách kỳ quan thế giới mới, đáng chú ý là một công trình của Việt Nam, cầu Vàng Đà Nẵng đã xuất hiện trong danh sách này, thậm chí đứng ở vị trí đầu tiên. Đây là kết quả khảo sát của tờ Daily Mail với những người sinh năm từ 1982 đến năm 2000, được coi là thế hệ trưởng thành trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin và xu hướng dịch chuyển. Đây là những người đại diện để bình chọn ra các kỳ quan thế giới mới trong cuộc khảo sát lần này với các tiêu chí thiết kế tạo tác động tức thì có yếu tố đáng kinh ngạc và ẩn chứa sự tuyệt vời, tờ Daily Mail đưa ra danh sách những kỳ quan mới của thế giới, trong đó cầu vàng của Việt Nam là nơi được nhắc đến đầu tiên. Nằm ở độ cao 1.414 mét so với mực nước biển, cầu vàng có thiết kế hình vòng cung, được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ, vươn ra nền xanh trời. Cây cầu dài 150 m và rộng 12,8 m với 8 nhịp là điểm trung chuyển từ làng Pháp tới vườn Thiên Thai ở khu du lịch. Được hoàn thiện và khánh thành năm 2018, cây cầu thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan chụp ảnh. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Sáng ngày 22 tháng 3, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 tỉnh họp triển khai các phương án thực hiện quy trình đổi mới sách giáo khoa các môn học và hoạt động khối trung học cơ sở tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thông tư số 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 12 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 ban hành các văn bản quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Theo đó, hội đồng đã quán triệt các nội dung yêu cầu chuyển giao các tài liệu liên quan, nhất là các bản mẫu sách giáo khoa mới hướng dẫn các thành viên hoàn thành các tiêu chí đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi hội đồng thống nhất các phương án lựa chọn sách, kết quả các hồ sơ sẽ chuyển giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục sử dụng sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đăng ký số lượng sách để gửi cho các nhà xuất bản cung ứng kịp thời cho năm học 2021-2022 việc lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy trình phù hợp với lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh kết thúc hoạt động đánh giá vào ngày 2 tháng 4, đồng thời công bố bộ sách giáo khoa mới lớp 6 trước năm học mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới sách giáo khoa lớp 6 hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, bảo đảm tính mở, linh hoạt, hỗ trợ tốt hơn cho giáo viên trong đổi mới phương pháp dạy học và tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. Sáng ngày 22 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tổ chức hội trần tư vấn khám chữa bệnh từ xa với điểm cầu trạm y tế xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình do bác sĩ chuyên khoa 1 Nông Tuấn Phong, giám đốc sở y tế chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Trước đó tại trường tiểu học xã Tam Kim có 19 học sinh mắc bệnh thủy đậu. Sau khi phát hiện trung tâm y tế huyện và trạm y tế đã đến giám sát các ca bệnh tại xóm Bản Uôm, Bản Trang, đồng thời phun khử trùng môi trường tại trường mầm non, điểm trường chính và các phân trường, thông báo cho học sinh mắc bệnh nghỉ học tại nhà, theo dõi, hướng dẫn các hộ gia đình vệ sinh khử khuẩn tại chỗ. Hiện tại tất cả các trường hợp mắc bệnh, tình trạng sức khỏe ổn định, các mụn nước đã xe khô, không có trường hợp nào bị bội nhiễm, đến nay không có ca mắc mới. Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã hướng dẫn trạm y tế xã Tam Kim sát dịch tễ và xử lý ổ dịch. Khống chế không để dịch lây lan. Đối với những trường hợp mắc bệnh nhẹ cần điều trị tại nhà và thực hiện cách ly ít nhất 7 ngày giám đốc sở y tế giao nhiệm vụ cho trung tâm y tế huyện nguyên bình và trạm y tế tam kim phải tập trung xử lý triệt đề ổ dịch khoanh vùng tiếp tục theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các trường hợp mắc bệnh và các trường hợp tiếp xúc gần thường xuyên tiến hành phun hóa chất khử trùng tại các trường học tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng để xử lý triệt đề ổ dịch không để dịch bùng phát tổ chức tập huấn cho toàn bộ nhân viên y tế trường học của các trường học trên địa bàn huyện về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ngày 22 tháng 3, Trường Chính trị Hoàng Đình Dòng tổ chức cho lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 70 đi nghiên cứu thực tế tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Tại xã Đàm Thủy, các học viên được tìm hiểu về đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, những tiềm năng thế mạnh của địa phương, khó khăn thuận lợi trong công tác xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, xây dựng nông thôn mới. Nhân chuyến đi thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 70 đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, động viên các em vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Chuyến nghiên cứu thực tế đã được tổ chức đúng nội dung chương trình, thiết thực và hiệu quả, trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để phục vụ cho nhiệm vụ công tác tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới. Trung tâm Chính trị huyện Hạ Lang vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 78 đảng viên mới thuộc các tri bộ đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Trong 8 ngày, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng Kim Chỉ Nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc cấn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở xây dựng đảng về đạo đức phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việt nam về quốc phòng an ninh nội dung cơ bản của luật Quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới và một số nội dung khác giúp học viên bổ sung lý luận vào thực tiễn, vận dụng những kiến thức đã học vào trong quá trình công tác. Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh và huyện đoàn Hòa An vừa tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn tại trường tiểu học trung học cơ sở Bế Triều. Tại ngày hội, các thầy cô giáo và 389 em học sinh đã ôn lại 90 năm truyền thống đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thi kỹ năng tập thể cá nhân giữa các tri đội và đội viên thiếu niên nhi đồng. Nhân dịp này, Hội đồng đội tỉnh và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tặng 500 quyển vở, 500 khăn quàng đỏ và một bộ chống nghi thức đội cho trường tiểu học trung học cơ sở Bế Triều. Kết thúc ngày hội là màn đồng diễn múa hát thể dục sôi động của 389 em học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Bế Triều với chủ đề Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn thông qua các hoạt động ý nghĩa, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, góp phần giáo dục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đội viên thiếu niên nhi đồng. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.